Cuối giờ sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn đã đi kiểm tra thực tế công tác khắc phục thiệt hại sau mưa bão tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang. Cùng đi có các sở ngành đơn vị liên quan. Theo ghi nhận, hiện các lực lượng chức năng địa phương đã và đang khẳng trương hỗ trợ người dân dọn dẹp và hỗ trợ khắc phục ban đầu qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn đề nghị huyện Hòa Vang cũng như xã Hòa Khương tiếp tục ra soát lại các trường hợp bị thiệt hại, nhất là những hộ có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt khó khăn. Đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố phối hợp với huyện và các đơn vị liên quan vận dụng linh hoạt từ nhiều nguồn để hỗ trợ bà con sửa chữa nhà, căn cứ theo nghị quyết số 34 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, nhưng phải đảm bảo đúng đối tượng dự báo còn nhiều đợt thiên tai vào cuối năm phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu địa phương và các ngành chức năng xây dựng phương án hỗ trợ thêm về sửa chữa gia cố nhà ở có phần giúp bà con yên tâm ổn định cuộc sống trong mùa mưa bão